Sáng nay, đoàn công tác do đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát thực tế tình hình dự án làng Đại học Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Cùng đi có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Dự án Lan Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch từ năm 1997 trên địa phận Quảng Nam, Đà Nẵng, trên diện tích gần 300 hecta, đến nay đã treo 23 năm, gây ra nhiều hệ lụy cho người dân trong vùng dự án. Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí bổ sung 1.000 tỷ đồng cho dự án này. Hiện nay, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải tỏa cho dự án này tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng từ vốn ngân sách của thành phố. Qua nghe báo cáo, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của thành phố Đà Nẵng, nhất là quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ cho việc triển khai dự án, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, Đối với những vấn đề còn tồn tại hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên có liên quan cần tiếp tục quyết tâm, tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp để sớm tháo gỡ các vướng mắc, nhanh chóng triển khai dự án làng đại học Đà Nẵng với định hướng là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực.